Đã lấy vừa nãy tiếp tục chúng ta lấy rồi, chúng ta lấy này. Ta lại tiếp tục lấy ở phần trán và cái phần thái dương cho bạn ấy. Chúng ta thấy là cục mụn rất là to. Đây, chúng ta thấy các bạn thấy cái cục không ạ? À, các bạn thấy cái chân không ạ? Rất là béo luôn này. Vừa nãy tiếp tục chúng ta lấy rồi, chúng ta lấy này. Chúng ta lại tiếp tục lấy ở phần trán và cái phần thái dương cho bạn ấy. Chúng ta thấy là cục cũng rất là to. Đây, chúng ta thấy các bạn thấy cái cục không ạ? Các bạn thấy cái chân không ạ? Là béo luôn này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần chỗ này rất là nhiều mụn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cục. Mình sẽ lấy từng cái chỗ một, mình sẽ lấy hai cái này trước. Các bạn thấy rất là cứng. Chỗ này thì nó tương đối to mà nó rất là cứng thì mình chắc phải có sợi chỉ của bông rồi. Có gần được ôm không con? Hai cục rất là to, chúng ta lấy hai cục của chúng ta tiếp tục này nữa. Các bạn ơi, mình ấn cục kia thì cục viêm này thì cục viêm bên dưới nó đã trồi lên rồi. Chúng ta lại tiếp tục chúng ta lấy phần này. Cái này thì nó 3-4 cục các bạn, chứ không phải 2 cục. Ta thấy cái cục viêm này thì nó đã bắt đầu nó trồi lên rồi. Xin chào 27, bạn đang xem cái like này. Các bạn thấy cái phần viêm này không bạn? Đây này, nó nguyên một cái ổ này, nó rộng bên trong. Chúng ta thấy nó rộng không ạ? Khi mình đụng đến thì nó lại tụt vào trong. Mình ấn thì nó chui ra ngoài, tại phần bên trong này nó bị viêm nặng này. Nó hoại tử hết cái phần da. Đó, vừa nãy thì mình đụng cái kim mà thì nó lại tụt vào trong, còn bây giờ mình ấn thì nó lại trồi ra ngoài. Ở đây là cái đúng chủ cái phần chân mày nha các bạn, ở cái đuôi chân mày nha. Các bạn thấy rất là kinh khủng. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái phần viêm rất là kinh khủng luôn. Thì đây là một bạn khách hàng như mình nói trên những buổi live rất là nhiều. Đây là một bạn khách hàng sử dụng thuốc rượu, có thành phần lọc tẩy rất là mạnh để điều trị mụn. Và bây giờ hiện tại thì da bạn đã bị phá hủy toàn bộ cấu trúc biểu bì. Và những cái phần, những con vi khuẩn viêm đó nó ăn luôn hết những cái sợi collagen và elastin bên trong cái phần da dưới cái phần biểu bì trên này này, phần biểu bì bên trên này nó đã bị ăn lầu luôn hết rồi. Nhưng con trai thì các bạn thấy ở chân mày này, chúng ta sẽ nhìn thấy này, 1, 2, 3 này, để chỗ này rất là nhiều luôn á. Nhưng chúng ta sẽ lấy bớt cái phần này đi đã, phần viêm chúng ta sẽ tiếp tục lấy sau vì do thế bây giờ nó đang là cái mạch máu nó đang là phòng nên chúng ta lấy sau. Chúng ta có phát hiện đây là phần đuôi chân mày không ạ? Con trai, cố gắng con. Đây là phần đuôi chân mày nha các bạn. Đây là
phải mua cho mày rất là nhiều mụn. Có thấy là nó chưa hết chân rồi các bạn. Đó. Chúng ta lại tiếp tục lấy cái cục bên cạnh. Đấy, nó con già. Người nó viêm hết còn. Đó các bạn thấy rất là to. Cái này ở đuôi chân mày, chúng ta nhìn thấy đuôi chân mày nha. Con này sát mắt luôn, thấy không con? Thả khô. Rất là nhiều phần chân mày luôn ạ. Mình để tiếp tục chân mày này. Đây, hôm trước thì mình cũng đã lấy tương đối nhiều đúng không ạ? Chúng ta cũng đã quan sát ở phần lần trước. Mình đã lấy tương đối nhiều. Mình khởi nó ra rồi nè các bạn. Đáng không? Cái này thì ở trên lông mày. Trên cái chân mày nha các bạn. Thật là các bạn. Còn những cái chân lần trước mình lấy rồi nhưng mà nó chưa hết được vì lý do là nó sâu quá. Hôm nay chúng ta tiếp tục chúng ta lấy nữa. Với cái chân này hôm nay thì mình lấy thì nó hết chân rồi ạ. Vì lý do là chúng ta lấy đến lần thứ hai rồi. Đây chắc chắn là nó hết rồi. Thật là hơi khô. Khi mình lấy một được một cục mụn ẩn như thế này ấy, thì chúng ta sẽ loại bỏ được một nguy cơ khách hàng bị mụn viêm. Cứ chúng ta loại bỏ được một cục mụn ẩn là đồng nghĩa chúng ta loại bỏ được một cục mụn viêm đúng không ạ? Chúng ta loại bỏ được một cục mụn ẩn mụn viêm thì chúng ta loại bỏ được một cục mụn nang, đúng không các bạn? Lý do là ở đây khi chúng ta bị mụn thì chúng ta sẽ bị mụn ẩn trước, sau đó chúng ta sẽ chuyển thành mụn viêm và sau tiếp đó nữa thì chúng ta sẽ chuyển thành mụn nang. Và nên khi chúng ta loại bỏ được một cái mụn ẩn thì chúng ta loại bỏ được cái mụn viêm. Và đồng thời thì chúng ta sẽ loại bỏ được một cục mụn nang. Và nguyên nhân chính của cái vấn đề vết sẹo hay vết thâm thì nó hình thành từ cục mụn viêm và mụn nang nha các bạn. Và nên cái vấn đề đầu tiên là chúng ta cần phải loại bỏ những cục mụn viêm mụn nang đi. Chúng ta còn nhìn cái phần chỗ này nó còn cục mụn nang thì mình bị đi nhưng mà chưa đi được. Còn cục này rất là to. Các bạn thấy cái phần ở dưới mà nó còn trồ ra như vậy không ạ? Đây ạ. Cái cục nang vừa nãy các bạn. Rất là kinh khủng luôn. Các bạn thấy không ạ? Vừa nãy cái cục nang vừa nãy á. Nó còn ạ. Ừ, thấy không ạ? Rất là kinh khủng. Còn nha các bạn, đây là các bạn nhìn thấy ở cái bông ạ. Rất là kinh khủng của cái bông này. Ừ. Bên trong cái phần da, dưới da này nó bị rỗng hoại tử toàn bộ. Cái này thì mình đang xoay cái chiều. Tôi sẽ dồn những cái phần một rỗng này chúng ta sẽ lấy nó ra. Bây giờ chúng ta thấy cái cục mụn viêm này hoàn toàn nó xuống này. Và khi chúng ta đưa dưỡng chất vào đây thì nó sẽ giúp tái tạo da và nó lành thương nhanh. Về nhà đồng nghĩa chúng ta sẽ phải sử dụng thuốc bôi mụn và dưỡng chất nữa nhé các bạn nhé. Giờ thì thằng nào mà mình trước là chưa làm thì không bình thường quá cảm giác này. Thế con bị mất cảm giác rồi không? Mất cảm giác đau nhiều rồi. Chúng ta sẽ lên cái phần chán này các bạn. Chúng ta sẽ lên phần chán nhé. Thank you.
đây là những cái nang rất là lớn. Nhưng trước các bạn nhớ cái phần này rất là cứng không ạ? Hôm trước mình đã lấy cái phần này rất là nhiều rồi, nhưng mà cái nang này nó còn rất là nhiều bên trong. Chưa đâu các bạn, mình sẽ còn rất là nhiều cái chân bên trong này. Các bạn thấy nó béo không ạ? Nó béo luôn. Em xin chào 32 bạn đang xem cái like này. Chỗ này chúng ta thấy một cái sẹo của bạn rất là nóng to, hôm trước nó nóng to hơn và rất là nhiều. Và hôm nay thì mình thấy nó hạn chế hơn. Các bạn thấy không ạ? Cái một cục nang rất là cứng. Và các bạn thấy mình gầy gồng. Nhưng mà mình lấy đến đâu thì nó không có làm để thâm và sẹo nhé. Nhìn thấy rõ ràng là mình lấy rất là mạnh, nhưng mà cái kỹ thuật của mình lấy thì sẽ không để lại thâm sẹo. Các bạn thấy là mình lấy đến đâu thì nó giảm thâm, giảm mụn đến đó. Mụn giảm đến đâu thì thâm sẽ giảm. Và nó không hình thành sẹo nha các bạn. Thì chúng ta lần trước chúng ta đã quan sát rồi đúng không? Và chúng ta lấy lần này là mình cái cách mình lấy không hề bị thâm. Mấy phần này nhớ rồi mà chưa hết. Mình nhớ thì mình đau tay rồi. Các bạn thấy cứng không? Đây là cứng. Đó. To chưa ạ? To. Rất là to luôn các bạn. Rất là to luôn. Còn chân bên trong nha các bạn nhé. Mình sẽ lấy một ít chân bên trong nữa. Còn này. Ok, nó còn nha. Đó. Nghe không? Các bạn thấy cái chân nó ra to này, mà nó còn cái chân rất là to. Rất to luôn. Chưa đâu các bạn, chân nó ở dưới nó còn rất là nhiều. Đó. Bạn thấy mình ở đây, nó ra rất là nhiều cái chân. Xin chào 28 bạn xem nha. Cái này là cái hình ảnh cái bạn lúc trưa này mình đang lấy dở đấy ạ. Và mình phải cho bạn đi ăn cơm rồi mình tiếp tục mình điều trị tiếp. Giống như lần trước mình lấy cho bạn là tầm khoảng 3 tiếng, hơn 3 tiếng hồ ạ. Các bạn thấy cục nào cũng rất là béo và to này. Xin chào 30 bạn đang xem ngày nay này nhé. Xin chào luôn, các bạn nào hiện xin chào đi. Phải lục cười nhỉ. Nói gì? Chân ở dưới, chúng ta còn chân ở dưới đây này. Mình nói là còn chân ở dưới, mình nghĩ là nó hết cái chân ở dưới đây. Đây là cái chân của nó còn đấy ạ. Chưa hết nha.
chân của to mà rất là to luôn. Cái này nó cũng còn chân nha các bạn nhé. Mình đang là cái con đấy này. Thôi chắc tế mình lấy các bạn ơi, bây giờ nó cứng quá, tí thì mình quay lại mình lấy sau. Cái đuôi này các bạn này. Đấy rồi. Chúng ta thấy từ nãy giờ mình mới đi có mấy cái cục chỗ này thôi mà rất là kinh khủng. Chúng ta nguyên một phần trán như thế này thì chúng ta tưởng tượng như thế nào. Toàn những cục nang cứng thôi nha các bạn, nang cứng mà to. Chúng ta sẽ để đây tí, chúng ta sẽ quay lại. Tình dưỡng mình hỗ trợ nó dưới cái bên đi. Chúng ta sẽ bốc nó dần dần. Các bạn thấy cái kim nó cong không ạ? Bên trong nó rất là cứng. Rất là to và cứng nha các bạn. Đây là bên trong con chân nha các bạn. Chúng ta sẽ thấy con chân này. Còn rất là nhiều chân bên trong. Chào 25 bạn đang xem cái này này nhé. Bạn rất là to nha các bạn. Vừa sáng nay mình lấy phồng hai má, còn đây là mình đang lấy phồng trán đấy ạ. Các bạn hiện tại thì vẫn đang nè, khô và bong chóc rất là nhiều. Thank you.
các bạn ơi, mình phải đến sau cho bạn, mình xem mấy bạn nói sau không. Đúng quá. Vẫn ra là một ít các bạn. Bông vào đây thôi à. Vẫn còn cái chân ở dưới đây các bạn này. Thì mình sẽ lấy nốt cái chỗ này. Chân này các bạn này, thấy được cái chân này rất là khổ sở như các bạn. Chân còn nên chúng ta không bị sưng nha. Thank you.
lần trước mình đã lấy rồi nhưng mà chưa được sạch hết chân. Tiếp tục lần này chúng ta lại lấy nữa. Đó, các bạn thấy nó béo không ạ? Rất là béo mà. Xung quanh cái cục mụn nó cũng các bạn chỗ nào chúng ta cũng có nhân mụn rất là to, chúng ta đánh đâu nó cũng có nhân mụn, nhân mụn khủng không ạ các bạn. Các bạn nếu như mình lấy vậy thì các bạn nghĩ nó lần sau nó có đỡ nhiều không ạ? Đỡ rất là nhiều nha các bạn. Mặc dù chúng ta chưa hết được nhưng chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều. Lần trước mình cũng lấy rất là nhiều trên phần trán này rồi, nhưng mà lần này thì cũng còn rất là kinh khủng. Thì các bạn thấy cái chân mụn mình cứ ấn đến đâu nó ra đấy. Chưa hết chân đâu các bạn, nó còn ở dưới nữa. Mặc dù chúng ta đã lấy vậy rồi. Tiếp tục chúng ta lấy tiếp cái chỗ chân này nha. Đây là mình đang nặn phần trán nha các bạn. Cục này cũng rất là to mình đang nè. Cứng nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ phải suy nghĩ làm sao mình lấy cái cục này ra. Thứ nhất là cái mảng mụn này nó rất là lớn, tại vì nó ăn rất là sâu. Thứ hai là chân mụn này rất là cứng. Chúng ta cần phải mở to cái đầu mụn ra. Khi chúng ta mở to đầu mụn thì chúng ta cần phải có một dưỡng chất thật tốt.
để cho nó giúp tái tạo da nhanh nha các bạn. Ồ. Đó các bạn nhìn thấy không ạ? Cái chân mụn này nó sẽ như thế này, mình sẽ thấm máu đi, chúng ta sẽ nhìn thấy phần chân nó rõ hơn. Sao các bạn không thấy không khác với con giòi luôn ạ? Đó các bạn thấy rất là kinh khủng. Các bạn cứ tưởng tượng những cục này mà nó viêm lên thì làm sao mà chúng ta không hoại tử được ạ. Ngoài ra thì cái chân bên trong vẫn còn nhiều, nhưng bây giờ thì hôm nay mình không thể lấy một nốt được. Như mình nói với các bạn là mình sẽ tiếp tục bôi ống hay là bôi thuốc và những cái này viêm những buổi lần sau. Nếu chúng ta lấy hết được thì chúng ta đâu phải điều trị. Rất là cứng nha các bạn ơi. Các bạn lấy mình đi, từ nãy giờ mình chỉ đi tí chỗ này thôi. Và rất là nhiều mụn, các bạn thấy không ạ? Cái chân ở dưới vẫn còn nha, chúng ta sẽ phải lấy nốt cái chân ở dưới. Và ở dưới cái chân nó còn rất là to.